Đố em chỗ này là chỗ nào? Nãy giờ leo đồi mệt quá đúng không? Đẹp không? Quá đẹp. Ở đây là người ta gọi cái park này là Paradise. Paradise hả? Của thuộc thành phố San Antonio. Ok. Cách Houston khoảng 3 tiếng lái xe. 3 tiếng. 3 tiếng hơn à? 3 tiếng hơn. Mình lái tới đây là thấy 3 tiếng hàng. Bình thường thì mùa này thì nó lạnh, nhưng mà không biết sao hôm nay đi tới đây được cái thời tiết mát mẻ, mát hơn mùa hè chút xíu. Khoảng em nghĩ hôm nay chắc khoảng khoảng 20 độ. Cảnh đẹp các 20 bạn độ thấy C. ngộp thở luôn không? Rất thiên nhiên. Đằng kia có một cậu nhỏ. Chắc đang đi lại. Đây nè. Quá đẹp tuyệt Mình vời còn ha. dài lắm, mình có thể đi bộ rồi đằng kia. À. 4 mai rưỡi. 4 mai rưỡi, nãy giờ lội bộ quá Nãy giờ em lội mới được chứ có chừng chắc mai rưỡi. ha. Mà hơi mệt. Thôi mà. Ok, mai là bơi dưới hồ nha. Nhưng mà dưới này có con khủng long hay là có gì không? Khủng long thời tiền sử không? Ok, đánh chút quay đằng kia trời.